Xin chào tất cả các anh, các chị, các cô, chú, bác hiện tại đang xem video của trang trại nuôi ngô sao tím tai. Thì rất lâu rồi mọi người mới thấy tai xuất hiện đúng không ạ? Tại vì gần đây là không không phải là có vấn đề gì đâu, mà là chỉ do là trang trại quá là bận. Hiện tại thì tài cũng rất là nhiều việc về vấn đề khách hàng này, chuyển đổi giống, chuồng trại các kiểu là rất là bận, nên là cũng không thể thường xuyên làm những cái video update lên kênh được. Tuy nhiên là những cái sản phẩm nhung hươu này thì Tài cũng làm giúp khách rất là nhiều. Tất cả các anh các chị nhờ trang trại thì trang trại vẫn nhận là làm giúp. Nếu như mọi người ngại làm lông hay là cần trang trại sắt lát trước thì trang trại vẫn nhận làm. Tuy nhiên là thời gian để chỉnh sửa video hay để quay lại video đăng lên thì nó không được nhiều như ngày xưa. Đấy, thì hôm nay trang trại Tín Tài nhận được một lời nhờ của một vị khách quen, đấy là anh Minh. Anh Minh là anh cũng lấy của trang trại lần thứ ba rồi. Thì anh cũng là khách quen của trang trại, thì anh ở Châu Thành, Trà Vinh mọi người nhé. Thì hôm nay cặp nhung để làm cho anh Minh là cặp nhung này là cặp nhung 1,06 kg, thì trang trại cũng cắt sáng nay ở báo anh này anh ok luôn. Đây, cặp nhung rất là đẹp, thì cắt xong thì trang trại có bịt cái đầu cắt lại để cho huyết nó không bị ra ngoài. Thì cặp nhung này rất là đẹp, 1,06 kg mọi người nhé, mập mạp. Thì cũng gần đây ấy, gần đây là trang trại Tín Tài gặp được rất nhiều những câu hỏi liên quan đến nhung thật và nhung nhung giả. Đấy, thì tiện cái video công việc mà làm lông, anh Minh là anh nhờ Tài làm sạch lông giúp anh để về anh chỉ việc cho vào bình ngâm rượu thôi. Đấy, và tiện cái video Tài quay lại quá trình làm sạch lông cái cặp nhung này cho anh ấy, thì Tài sẽ tâm sự một chút, đôi chút về cái nhung nhung mà hiện nay có giá cực kỳ rẻ trên thị trường để mọi người lưu ý. Cái đấy gọi là người ta gọi là nhung, nhưng mà có thực chất là nhung hay không? Đấy, thì ở ngoài thị trường tất cả rất nhiều hiện tại gần đây Tài nhận được một cuộc thoại của rất nhiều các chú, chủ yếu là đánh vào các chú thôi, các chú mà hơi nhẹ dạ cả tin một chút, ham rẻ một chút thì sẽ mới bị các trường hợp mà mua phải cái loại nhung mà không biết có phải nhung hay không. Đấy, thì hiện tại trên thị trường có xuất hiện một số đơn vị giao ở trên một cái không gian mạng thì nào đấy là tiếp thị đến các chú các anh là có một loại nhung. Loại nhung này thì ta không biết là người ta làm bằng gì, nhưng nó đã là dạng khô và người ta gọi là nhung sấy lạnh. Nhung yêu sấy lạnh mà người ta báo giá là có 500 bao nhiêu ấy, 599.000 hay 600 gì đấy, Tài không rõ, chỉ có các chú nói lại là 600, gần 600.000 là được hai lạng nhung khô. Đấy, thì lại quay khi mà mua xong rồi lại quay lại hỏi Tài là cái đấy có phải là nhung hươu hay không. Đấy, thậm chí là có chú nhé, có chú là trước là chú Tuấn, chú đã mua một cặp nhung của trang trại Tín Tài là hơn 8 lạng rồi, xong chú lại thấy cái nhung đấy rẻ, chú lại mua tiếp hai lạng đấy nữa, hai lạng là gần 600 nghìn, lại về chú hỏi là có ngâm được cùng với cái cặp nhung tươi của nhà cháu, có ngâm cùng với cái khô chú mới mua đấy về không. Tài từ chối ngay, Tài bảo không chú, tức là cái nhung khô đấy chú mua thì cháu không biết là nó là làm từ cái gì. Đấy, còn nếu mà nói mà nhung mà có cái giá đấy thì trang trại Tín Tài khẳng định 100% là nhung hươu không thể có cái giá rẻ như thế được, mà nhất là nó đang ở dạng khô. Một cặp nhung tươi như này nó trang trại Tín Tài là đang bán giá hiện tại nha mọi người, Tài công khai giá luôn nhé, là 1.590.000 một lạng. Đấy, mà khi làm khô nó hao đi rất là nhiều, đi hao đi rất là nhiều, thì cái giá khô của nó thì nó phải ít nhất là phải từ trên 2,5 triệu trở lên, thường là thế.
một 100 g khô, đấy là ít nhất nha mọi người nhé. Hiện tại thì trang trại Tín Tài không làm khô nữa, trang trại muốn để cho mọi người yên tâm nhất về sản phẩm, đảm bảo cái niềm tin tuyệt đối, nên là trang trại Tín Tài là luôn là tư vấn cho mọi người dùng tươi nguyên cặp. Mặc dù là cái quyết định này bỏ qua một thị trường rất là lớn, những người muốn dùng số lẻ rất là ít, nhưng mà đổi được một cái rất là chân quý là giữ được cái sự tin tưởng và cái sự uy tín của trang trại, nên là trang trại quyết định là cắt nhung đến đâu. Hiện tại là cái lượng khách hàng của trang trại Tín Tài rất là nhiều, nên là trang trại đủ tiềm lực để cắt nhung đến đâu, báo tươi nguyên cọc như vậy cho mọi người đến đấy. Đấy, không như ngày xưa là chưa ít người biết đến trang trại Tín Tài, nên là trang trại vẫn phải làm khô để giữ được lâu, để bán ra ngoài thị trường được lâu. Thì hiện tại trang trại là đã được đến cái thời gian là rất là hưng thịnh, tức là cắt nhung đến đâu là báo cho mọi người là hết đến đấy, và sẽ là chuyển tươi nguyên cọc như vậy để tất cả các anh các chị cô bác chú bác là có thể là dùng tươi nguyên như vậy an tâm. Đấy, an cái tâm của mình là không phải gặp nhung giả, tại vì một cái cặp nhung tươi như này nhé, đang còn nguyên lông nguyên huyết như này, đây là anh Minh là anh tin tưởng trang trại rồi anh mới nhờ trang trại làm sơ chế trước trước, còn không là trang trại vẫn khuyến khích mọi người là để nguyên như vậy chỉ bị vết cắt thôi, là trang trại gửi tươi được toàn quốc luôn. Hiện tại là trang trại Tín Tài gửi tươi nguyên cọc như này là đến được tất cả mọi miền trên tổ quốc, ở đâu thì trang trại cũng sẽ gửi tươi được, nó có cách bảo quản riêng. Rất rất là đảm bảo với chất lượng mọi người nhé, khi nhận được cặp nhung còn tươi nguyên như vậy luôn. Mà cái giá nhung hiêu tươi đã như thế này rồi, mọi người phải hiểu này, con hiêu ấy một năm chăm một con hiêu rất là vất vả, để cho nó cho được một cái cặp nhung lên vậy nó là cả một năm trời mọi người, 100 năm trời trong chăm sóc, để cho đến lúc mà con hiêu được cái dương tính nó tăng lên, nó bật cái nắp để nó mọc nhung, thì từ cái lúc nó bật nắp đến lúc cắt là đúng 45 ngày là trang trại cắt, chỉ thu hoạch đúng cái thời gian đấy thôi. Đấy, nó rất là mất rất là nhiều công, rất là nhiều công. Và đối với cái giá trị của cái cặp nhung là nó có giá trị là nó giúp cho cơ thể con người ta rất là tốt về sức khỏe, và cái này là thật sự nó có giá trị về sức khỏe đến hàng ngàn năm trước, từ các thời vua chúa mới được sử dụng, đã được chứng minh từ rất là lâu rồi. Vì vậy nên là cái giá trị kinh tế của nó và đối với giá trị của cặp nhung nó rất là lớn. Cái giá ngày xưa cái thời ông bà của Tài nuôi ấy rất là ít, mà cái đợt đấy tiền rất là giá trị, mà cái giá nhung hiêu nó đã là hơn 2 triệu một lạng rồi. Hiện tại thì cái quy mô là nuôi dễ hơn thì nó hạ xuống thấp một chút, là còn triệu, như hiện tại trang trại đang bán là vào triệu 6 đấy, 1.590.000 một lạng. Thì rất nhiều các anh chị cô chú bác là có thể là đầu tư về sức khỏe được. Đấy, thì không bao giờ có cái chuyện mà nhung hiêu một cái sản phẩm quý như vậy, tốt như vậy mà lại có cái giá là 2 lạng khô. Đây là khô mọi người nhé, mà chỉ có giá gần 600 ngàn thì nó rất là vô lý. Trong khi đấy là còn được tặng quà nọ kia nữa, nó rất là vô lý. Vì vậy nên mọi người đừng ham rẻ. Ở đây Tài không muốn nói người ta bán cái gì cả, tại vì Tài không biết. Trước đây thì Tài cũng có gọi điện hỏi anh bán cái gì đấy, nhưng mà người ta không nói, không 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 nói là bán cái gì. Bao giờ người ta cũng cứ nói là đấy là nhung hiêu, nhưng mà mình trong ngành mà mình không thể tin được cái điều đấy, tức là không bao giờ có chuyện nhung hiêu có cái giá rẻ như thế được. Và cũng rất nhiều các anh cô chú bác gọi điện lại là mua phải cái giá rẻ như thế là về nó là cái gì ấy? Nó không phải nhung hiêu đấy, nó là cái gì ấy? Nó không phải nhung hiêu, nên là mọi người lưu ý nhé, đối với sản phẩm sức khỏe thì mọi người phải chọn cái nơi uy tín, không mua của trang trại Tín Tài cũng được, nhưng mà mua ở nơi khác phải là mua những cái cặp nhung hiêu tươi nguyên cặp như vậy, và cũng như trang trại Tín Tài vậy, có thể là đón khách về cắt trực tiếp tại chuồng. Đấy, và những cái nơi như vậy thì mọi người hãy quyết định xuống tiền để đầu tư cho sức khỏe, còn không thì mọi người đừng có ham rẻ nhé. Người ta đôi khi lại nói là ham rẻ là vào là tiền thì mất tật lại mang, chúng ta có biết cái đấy là cái gì đâu, người ta làm khô rồi
mà lại có cái giá 600 nghìn có được 2 lạng cơ, thì làm gì có chuyện nhung hiêu có cái giá đấy. Thì dùng vào thì vào cơ thể chúng ta thì chúng ta biết được nó là cái gì, nó có hại hay không, nó rất là nguy hiểm. Nên là lưu ý ở đây là mọi người không được sử dụng những cái sản phẩm nó nguy hiểm và nó không rõ như vậy đấy. Thì hôm nay là làm cái trọng nhung này thì Tài có là chia sẻ một chút về tâm sự, một chút về cái nhung hiêu giá rẻ mà có thể là nhung giả, mà Tài chắc chắn thì đấy là nhung, không phải nhung hiêu trên thị trường, để cho mọi người nếu như mà anh chị cô chú bác mà đang thấy mà đang quyết định mua thì Tài khuyên là không nên mua những cái sản phẩm như vậy. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Thì bây giờ Tài bắt đầu sẽ làm cặp nhung này đây, một chút tâm sự để cho mọi người cảnh giác hơn và biết ra cái quyết định đầu tư về sức khỏe. Anh chị cô chú bác nào mà có nhu cầu mà sử dụng nhung hiêu tươi nguyên cọc thì hãy để lại số điện thoại ở bên dưới video này, trang trại Tín Tài sẽ tư vấn chi tiết cho mọi người, hoặc hãy liên hệ với trang trại qua 2 số điện thoại là 0966 592 159 hoặc là 0903 291 899. Cả 2 cái số điện thoại này thì trang trại Tín Tài đều có sử dụng Zalo, nên là mọi người cứ add Zalo lại để trang trại tư vấn được chi tiết hơn. Để ủng hộ trang trại thì mọi người vui lòng ấn like hoặc chia sẻ video. Đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh ở bên dưới góc màn hình bên tay phải để theo dõi những video mới nhất mà thường xuyên trang trại Tín Tài cập nhật. Xin chào nhé. Cảm ơn mọi người đã đón xem video của trang trại Hiêu Sao Tín Tài. Đấy, thì trang trại Tín Tài sẽ thường xuyên cập nhật những cái kiến thức về sản phẩm sức khỏe, là sản phẩm nhung hiêu sao và những cái sản phẩm như là cao hiêu và rất nhiều các kinh nghiệm về kỹ thuật nuôi hiêu sao, thường xuyên cập nhật ở cái trên kênh YouTube Nhung Hiêu Sao Tín Tài của trang trại. Thì mọi người vui lòng hãy ấn vào nút đăng ký kênh ở bên dưới góc màn hình bên tay phải để theo dõi những video mới nhất mà thường xuyên trang trại cập nhật. Và đừng quên, nếu thấy video này hay và ý nghĩa, có một cái ích lợi gì cho mình, có một cái niềm vui nhỏ, thì hãy vui lòng ấn like hoặc chia sẻ video để nhiều người biết đến cái sản phẩm này của trang trại hơn. Một lần nữa thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video chia sẻ của trang trại. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin cảm ơn.